Xin chào các anh chị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Tôi là thạc sĩ Phạm Hạnh, chuyên gia tư vấn về du học Úc. Nối tiếp những buổi chia sẻ trước, hôm nay tôi vui mừng chào đón chị Phạm Bích Phương. Chị là cán bộ tuyển sinh của trường cao đẳng Edith Cowan đến để chia sẻ cùng chúng ta những thông tin về chương trình học cao đẳng liên thông đại học của trường cao đẳng Edith Cowan. Xin chào chị Phương. Chào chị Hạnh. Chào quý vị phụ huynh cùng các bạn học sinh. Tôi là Phạm Bích Phương, đại diện tuyển sinh của trường cao đẳng Edith Cowan. Rất vui được tham gia buổi chia sẻ thông tin ngày hôm nay. Cảm ơn chị Phương. Và hiện nay có nhiều em học sinh từ Việt Nam kết thúc lớp 12 và mong muốn vào học trường mình theo cái lộ trình học là cao đẳng liên thông và đại học. Chị có thể vui lòng chia sẻ những cái thông tin về lộ trình học của chương trình này ra sao, thời gian học như thế nào và cái ưu điểm của nó cho các em học sinh Việt Nam biết được không ạ? Đối với các bạn học sinh học xong lớp 12 tại Việt Nam, khi mà học tại cao đẳng Edith Cowan thì bạn sẽ hoàn thành cái chương trình cử nhân của mình trong thời gian y như bạn học thẳng đại học, là trong chỉ 3 năm thôi. Nghĩa là bạn sẽ học 1 năm đầu tại Edith Cowan. Năm này cái giá trị học cũng như nội dung học tương đương với năm 1 đại học. Sau đấy là học tiếp 2 năm tại đại học Edith Cowan. Và như vậy là sau 3 năm bạn hoàn thành bằng cử nhân của mình. Ưu điểm khi mà bạn học 1 năm này tại cao đẳng Edith Cowan đó là, thứ nhất, môi trường bạn học y như là các bạn học đại học. Nhưng điểm khác là lớp học ít sinh viên hơn, như vậy giảng viên sẽ có thời gian để chú ý tới từng bạn nhiều hơn. Thứ hai là trong 1 năm này bạn có thời gian để làm quen với môi trường học tập và làm việc tại Úc, cũng như là làm quen với việc mình sống trong một cái không gian đa văn hóa chứ không phải là chỉ sinh viên Việt Nam với nhau. Thứ ba là tại cao đẳng Edith Cowan, trường tổ chức các cái hoạt động để các bạn làm quen và giao lưu với bạn bè trên thế giới, cũng như là những cái chuyến tour đi chơi, tham quan thành phố, tham quan các đảo xung quanh khu vực Tây Úc để mình biết được cái nơi mình sống, biết được bạn bè mình. Và thứ bốn, đối với Edith Cowan thì sức khỏe của các bạn là rất là quan trọng. Ngoài việc các bạn học tập tốt ra thì sức khỏe về thể chất cũng như tinh thần được trường rất quan tâm. Chính vì vậy mà vài tuần sẽ có một buổi các bạn được hỏi về vấn đề sức khỏe tâm lý, có chuyên gia đến để tư vấn cho các bạn, cũng như là trường dành riêng một địa chỉ email và một người chuyên phụ trách chỉ để hỗ trợ các bạn các vấn đề này. Cảm ơn chị về những thông tin vừa rồi. Thông qua những cái chia sẻ của chị thì tôi thấy rằng là nếu mà các em học sinh từ Việt Nam học cao đẳng liên thông và đại học thì sẽ có nhiều lợi thế hơn hẳn so với cái việc là mình vào đại học. Chị có thể cho biết thêm là về những cái chuyên ngành học mà chương trình cao đẳng hiện nay đang cung cấp ra sao ạ? Hiện tại Edith Cowan đang có 6 ngành học cho các bạn sinh viên Việt Nam, bao gồm thứ nhất là về kinh tế, thứ hai quản trị nhà hàng khách sạn, thứ ba công nghệ thông tin, thứ bốn là kỹ sư máy tính, thứ năm là ngành khoa học về sức khỏe và thứ sáu là các ngành liên quan đến sáng tạo. Vâng, tôi thấy là những cái chuyên ngành mà chương trình cao đẳng cung cấp cho học sinh thì cũng khá là đa dạng. Tôi rất là muốn biết thêm là nếu mà các em học sinh từ Việt Nam mà có nhu cầu là sang Úc học sau đó là ở lại làm việc thì theo chị tư vấn là các em nên lựa chọn cái ngành học gì ạ? Nếu mà nói các ngành hot hiện nay thì ở Perth phải nói đến ngành quản trị nhà hàng khách sạn, thứ hai là ngành công nghệ thông tin và đặc biệt là ngành an ninh mạng, hay các bạn có biết đến tên tiếng Anh là cyber security, và thứ ba là ngành điều dưỡng. Thì Perth đang phát triển rất là vượt bậc, cho nên các dự án cái việc về phát triển du lịch, các dự án về công nghệ thông tin đầu tư được quan tâm rất là đặc biệt. Nhưng có một vấn đề là tất cả cũng phải nằm ở trong sự cố gắng của các bạn nữa. Nghĩa là khi các bạn học tại Đại học Edith Cowan cũng như là cao đẳng Edith Cowan, các bạn được tạo điều kiện để đi thực tập, tạo điều kiện để giao lưu kết nối với doanh nghiệp, thì đấy là những lúc để mình cho họ biết được cái tài năng của mình, cái khả năng của mình, tạo cho mình một cái bước đệm tốt để khi mà mình ra trường, mình đi xin việc, mình sẽ có lợi thế hơn so với các sinh viên khác. Thì nó cũng nằm một phần ở trong cái sự cố gắng của sinh viên nữa. Cảm ơn chị Phương về những cái chia sẻ rất là có ý nghĩa của chị vừa rồi. Tôi mong rằng là khi mà các em học sinh tới du học tại trường cao đẳng Edith Cowan thì sẽ sẵn sàng tâm thế để chuẩn bị cho mình một cái nền tảng vững chắc nhất cả về học thuật, cả về tâm lý và những cái kỹ năng mềm để khi mà các em ra trường các em có được cái cơ hội xin việc làm thuận lợi nhất. Chị Phương ơi, chị có thể vui lòng cho biết thêm về cái yêu cầu tuyển sinh đầu vào của chương trình cao đẳng ra sao? Các bạn sinh viên học sinh tại Việt Nam chỉ cần học hết lớp 12 và có điểm GPA đạt 6.0 cũng như trình độ tiếng Anh IELTS tương đương 5.5 và không có band nào dưới 5 là có thể vào học thẳng tại cao đẳng Edith Cowan, sau đấy là vào đại học Edith Cowan. Dạ. Và đầu vào như vậy là cũng tương đối thuận lợi cho các em học sinh từ Việt Nam rồi. Chị có thể cho biết thêm về cái thời gian khai giảng trong năm và
thời điểm mà các em học sinh từ Việt Nam lên hồ sơ là khi nào? Đối với các bạn mà học hết lớp 12 thì các bạn nên là nộp trước 3 tháng theo cái kỳ dự tính của mình, vì hiện tại Edicogen có cái thời gian nhập học khá là linh hoạt cho các bạn là tháng 2, tháng 6 và tháng 10. Chị Phương ơi, tôi và các anh chị phụ huynh thì rất là muốn biết về cái tiền học phí của chương trình cao đẳng và tiền sinh hoạt phí tại Perth hiện nay ra sao, và trong quá trình các em học cao đẳng như vậy thì các em có được phép đi làm thêm không ạ? Bây giờ các bạn học tại cao đẳng Edicogen cũng như là đại học thì tiền học mỗi năm sẽ rơi vào khoảng 30.000 đô Úc. Tuy nhiên, các bạn có rất là nhiều những cái học bổng cũng như là trường tạo điều kiện cho các bạn để giảm bớt một phần học phí, và các bạn có thể đi làm bán thời gian. Thì hiện tại thời gian quy định cho các bạn là mỗi 2 tuần được làm tối đa là 40 tiếng đi làm thêm. Công việc làm thêm thì khá là đa dạng, nghĩa là có thể các bạn làm ở trong khuôn viên của trường, cũng có nơi tạo điều kiện cho các bạn làm, hoặc là các bạn có thể làm ở trong thành phố, là tùy lựa chọn của các bạn. Và trường cũng có một văn phòng để hướng dẫn các bạn cách để xin cái việc làm thêm của mình, hoặc là các cái trang web để các bạn có thể lên nộp đơn để xin việc. Mức chi phí sinh hoạt ở Perth dù là thành phố lớn nhưng mà khá là thấp so với những thành phố khác. Hiện tại thì một tháng các bạn sẽ sử dụng vào cả tiền nhà ở cũng như là tiền ăn uống, nó rơi vào tầm khoảng 1.200 đến 1.500 đô Úc. Và phải nói là các bạn sinh viên quốc tế khi đến Perth di chuyển bằng hệ thống tàu điện thì đều được giảm 40% phí di chuyển. Dạ cảm ơn chị Phương đã chia sẻ những thông tin về chương trình học cao đẳng liên thông đại học của trường mình trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị phụ huynh và các em học sinh đã lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi, và xin mời xem những nội dung trước đây chúng tôi đã cung cấp thông tin về trường, về học bổng, và xin mời xem những nội dung tiếp theo chúng tôi cung cấp về các khóa học dự bị và sau đại học của trường. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn chị Hạnh, cảm ơn các quý vị phụ huynh cũng như là các em học sinh đã theo dõi buổi chia sẻ thông tin này. Xin chào và hẹn gặp lại.